nyajona chapa jana na na beto shi nyanta shata chinyala na na beto sha na na ga su su hauna na ya cha kiti phong nyata shata chimi na 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 halun ma za kan ga na yo ma ya chi ti jom long ma chi ga she ya za chi na beto sha cha la le show le ja sin kha le ya le ja goods le ya le ja khong e hà lì lần đầu chọc phong rồi nè mình nói chỉ là phong lì nè mong lì mong tư mong tư thì tiền nè 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 chọc phong nhất rồi sai cho chị nhớ là nó là ô chọc hà lì nè 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 mỗi tuần nè 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 không chọc phong nhớ là nè ở thêm bài luôn nhớ là chỉ mà chỉ bao lì thế nè 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 mà đi cho đó nè sẽ đẩy say khó dù khó thấy khó nè nó lấy hoa hàng cực kia nó lấy là sẽ cho cốt chân cốt tè và sổ ú cho lậu nè nó lấy là lậu lì nó nè nó chơi lại hoa trông tròn nè lấy hoa tiết chia thì nó chơi lại hoa sắp tài lên nó nè thế không ít sự vật tiết chia chỉ sắp tải lên nó nè thôi là ta chỉ là cho lần đổ lên nó hẳn cái kia nè nhưng mà nó chỉ cho trông tròn nó cho căng cho khủng đất tên nó nè nó bây giờ bố lăng nhập mông lì đôi lô nè nó lại sâu cho cái tên mông lì để tôi nè tôi xài là nó như hai lũ nhớ làn tỏ thông của chú bố lì nè của chú bố cần lọ sẽ được xì mà lì nhập của chú bố thế lại cụ sâu tế dạo và nhập mông lì nhớ tôi xác là chỉ nhớ làn nó nè nó nè nó cho mông lì nè nó lại đông cầm mỏ cho lại đông phổ nó nè nông phổ trở lại Olimo C. Và hiện nay thì chúng tôi không những là chỉ biết sử dụng cái sắc ong để làm váy, nhưng mà người Mông tại Xin Sư Hồ chúng tôi cũng đã biết tận dụng cái sắc ong của mình để làm những cái quà lưu niệm để tặng cho khách khi mà khách đến với Xin Sư Hồ, như là mũ, hạt dề hoặc là áo đấy ạ. Kính thưa quý khách, trên đây là một bộ trang phục truyền thống của người Dao tộc. Ở Xin Sư Hồ chúng tôi thì có hai dân tộc, thứ nhất là Dao và người Mông, nhưng mà Dao tộc đấy, đây là cũng tùy vào đấy là một cái tên, vì là người Dao thì sẽ có cái mũ màu đỏ ạ, thì là người Mông có gọi là người Dao đỏ. Chúng ta cũng cách là đến với Xin Sư Hồ thì các bạn có thể được có cơ hội chinh phục đỉnh núi cao thứ tư Việt Nam, đó chính là Bạch Mộc Lương Tử, cao 3045m. Nhưng mà để đến được cái điểm đến đấy thì là chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ hơn, hà lồn nhãn làng của xin à, hà lồn nhãn làng rồi cho lồn mông nhãn làng cũng chỉ riêng bao lì nè, nhưng hai mang gì hai giống cực kỳ nè, chỉ là bé chỉ bao lì, nhưng nó chỉ là như sâu tí cho mỗi lì tăng lì từ xưa nè, mong kể bao lì cha là như giống câu cần có như thế nè, cái sáng thì nó nè, tuần sau thì nó cho bé một mình chỉ ít khó đợi khó, ăn thêm bài bé khó đợi khó nè, nhưng do giống câu cực kỳ nè là của lúc nhà nó nè. Một tàu bây giờ đợi tàu bỏ tàu sai ok với chúng mình nè. Xin Đức bảo đặt tên lại không là được. Nha. Nha. Tình yêu của chúng tôi trai gái bắt đầu.
đây là cái đường Việt Nam đấy ạ, thì là mấy hồ hết tất cả các gia đình đều trồng Việt Nam. Khi đến với Xin Phú Hồ, khách sẽ như được lạc vào thế giới của loài hoa rừng quyến rũ này. Quý khách có biết không, riêng Xin Phú Hồ chúng em đã có hơn 30.000 chậu điện lan. Và khi mùa xuân về thì những cành hoa lại chia nhau bông hoa khoe sắc. Kính thưa quý khách, đừng lo, nếu chỉ biết rằng là tôi sẽ chống cần cầu đấy nè. Đừng lo như ai khó chờ lúc ngàn ta làm nát. Không quên mượn, quên chồng muốn nhớ tôi sao tôi chẳng nhớ lần là nó nè. Đừng lo, cuối giờ này tôi sẽ chống cần cầu đấy nè, chẳng có gì nữa. Đây là cái này không thể ngộ độc được, cái này là đã do bà con ở trên bản đã kiểm nghiệm rất là tốt rồi. Và đây là một số cái táo mèo khô, thịt quả các thứ đều là đồ của đó là tên là khủng xe lét xe xứ nè, tên là chôn chua là cho tôi sâu đó nè. Vâng, bây giờ tôi bỏ thì em muốn nhớ tôi sẽ tôi chẳng nhớ là nó là của tàu rồng thế này cho phụ nữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Còn chúa chỉ như tí sát tẩy à, bế tế chồng lo tế chả thái nào nó lại tối dần nữa nè. Thế này tổ sâu xin nè, tổ sâu tổ ta chả yếu quá. Sâu hả tế bế mông ổ lì chả nè, chả phí nè. Phải lấy người yêu làm với nhau chứ, đi thấy chứ cần phải tiếp. Cái này xong rồi, ăn ngay vào luôn được chứ anh. Thank you.